Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng bên Network Việt Nam nha. Như vậy là Trang Bechamel đã thông báo từ trước là họ sẽ cho mở trao đổi hàng hóa rộng rãi vào cuối tháng 10 này. Còn thời gian cụ thể thì họ sẽ thông báo sau nha các bạn. Và mới đây nhất thì Trang Bechamel cũng đã có một bản cái update mới. Mà cụ thể là họ đã thay đổi giao diện và chúng ta có thể sử dụng cái chức năng mới khá là thú vị. Đó là chúng ta có thể đổi hình nền của Trang Bechamel cá nhân của chúng ta nha. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn trong video này nha các bạn. Và đầu tiên thì các bạn phải vào ứng dụng BeBrowser nha. Các bạn đăng nhập vào ứng dụng BeBrowser, các bạn bấm vào thanh tìm kiếm và các bạn tìm kiếm từ Bechamel nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào cái trang đầu tiên bechamel.com nha. Đầu tiên thì các bạn phải chọn Bechamel Việt Nam để các bạn xem các sản phẩm đến từ Việt Nam nha. Thì các bạn nhấp vào đây nè các bạn và các bạn kéo hết xuống dưới. Việt Nam của chúng ta nằm ở gần cuối cùng nha các bạn và các bạn chọn Việt Nam nha. Rồi tại đây là toàn bộ sản phẩm đến từ cái nhà cung cấp Việt Nam, các bạn có thể lựa chọn và đặt mua cái sản phẩm của nhà cung cấp trong nước tại đây nha các bạn. Rồi tiếp theo thì các bạn nhấp vào của tôi. Tại đây thì Bechamel đã cho cập nhật giao diện mới. Các bạn để ý là cái dấu KIC này, là cái hình KIC này nó hiện ra màu tím á, là các bạn đã được vượt qua KIC nha. Còn nếu mà cái dấu KIC này là màu bạc á, là các bạn vẫn chưa vượt qua được KIC nha các bạn. Giao diện cập nhật lần này thì nhìn đẹp hơn lần trước rất là nhiều luôn. Ở đây thì nó cập nhật cho đây là thông tin đơn hàng mà chúng ta đã đặt mua nha các bạn. Còn phía bên dưới là dành cho nhà cung cấp, tức là dành cho người bán hàng đó để mà quản lý cái shop của mình nữa các bạn. Rồi và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà để đổi hình nền trang cá nhân nha. Các bạn nhấp vào hình bánh răng á, tức là cái hình cài đặt đó các bạn. Và sau đó các bạn chọn là màu tùy chỉnh nha. Rồi tiếp theo các bạn nhấp vào cái ô vuông nhỏ này, cái ô vuông mà có cái hình màu đó các bạn. Và các bạn chọn cái màu tùy thích của mình nha. Rồi các bạn kéo ở dưới á, các bạn có nút lâu dưới các bạn lâu lại nha. Và ở đây thì mình sẽ chọn màu tím nha. Màu tím là cái màu chủ đạo của B-Network luôn và mình sẽ lâu lại nha. Và giao diện của nó hiện ra như thế này khá là đẹp luôn các bạn. Và với cái bản cập nhật lần này á, thì một tín hiệu để mà trang Bechamel có thể mở rộng và bùng nổ trao đổi hàng hóa trong những ngày tới nha các bạn. Và chỉ còn vài ngày nữa thôi các bạn là Bechamel sẽ chính thức bùng nổ nha. Các bạn hãy kiên nhẫn và chờ đợi nha. Rồi và các bạn nếu thấy video của mình bổ ích á, thì các bạn nhấn like video của mình nha. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.